Bản tin y tế chiều ngày 20 tháng 3 năm 2021 thêm một ca mắc mới, bệnh nhân số 2572, được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Bà Rịa Vũng Tàu. Cụ thể, bệnh nhân nữ, 56 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Bệnh nhân từ Đức nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất ngày 11 tháng 3 năm 2021 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Bà Rịa Vũng Tàu. Kết quả xét nghiệm ngày 19 tháng 3 năm 2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền.